Hi, xin chào, lại là Vinh đây. Trong chuyên mục review bất động sản Long Thành ngày hôm nay thì Vinh sẽ chia sẻ thông tin về tuyến đường sẽ kết nối với lại cổng phía đông của sân bay quốc tế Long Thành. Thời gian vừa qua thì tại vì là Vinh đã nhận được rất là nhiều câu hỏi về cái đường kết nối vào sân bay, cũng như là hầu hết tất cả những cái báo chí họ đều đăng tải về tuyến đường T01 về T02 để dẫn vào cổng phía tây sân bay mà gần như là bỏ quên cả cổng phía đông. Cho nên là nhân tiện thì nhờ video này thì Vinh sẽ chia sẻ cho cả nhà thông tin cụ thể về cái đường dẫn vào cổng phía đông của sân bay quốc tế Long Thành nhé. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Ok, trước mặt mọi người là file quy hoạch giao thông của tỉnh Đồng Nai. Thì con đường mà Vinh muốn nói đến hôm nay đó chính là con đường tỉnh lộ 769E. Con đường này thì có điểm bắt đầu là tại cổng phía đông là ranh sân bay Long Thành, và điểm kết thúc là tại tuyến đường tỉnh lộ 770B. Tuyến đường tỉnh lộ 770B này thì Vinh đã có một cái video rất chi tiết để nói về con đường này rồi. Cô chú anh chị nào mà mình chưa xem thì có thể tìm lại trên kênh của Vinh về video đường 770B nhé. Tổng chiều dài của con đường 769E này là 8,13 km, trong đó thì sẽ được chia ra làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất là từ ranh sân bay Long Thành ngay cổng phía đông kéo dài cho đến depot đường sắt nhẹ Thủ Thiêm Long Thành. Chiều dài của đoạn thứ nhất này là 3,5 km, được quy hoạch là tuyến đường đô thị và lộ giới quy hoạch là 115m. Cái đoạn thứ nhất này thì sẽ được triển khai xây dựng vào giai đoạn 2021 cho đến 2025 với chiều dài là 3,33 cây. Nguồn kinh phí dự kiến, kinh phí dành riêng cho cái việc xây dựng không là 45,9 tỷ đồng. Rồi mọi người lưu ý nhé, cái kinh phí này là kinh phí dành riêng cho việc xây, chứ không nói đến tổng mức đầu tư, bao gồm kể cả việc là đền bù thu hồi đất, triển khai tái định cư, rồi thêm những cái chi phí dự phòng, dự toán, rồi quản lý nữa. Thì cái đó mình gọi là tổng mức đầu tư của dự án. Còn ở đây 45,9 tỷ đồng là chỉ riêng cái tiền về vấn đề xây dựng thôi nhé. Cho nên là cô chú anh chị tránh nhầm lẫn. Và giai đoạn 2026 cho đến 2030 thì sẽ đầu tư và duy tu bảo dưỡng. Rồi, cái đoạn thứ hai này, cái đoạn thứ hai của đường tỉnh lộ 769E thì nó sẽ có điểm bắt đầu tại điểm kết thúc của đoạn 1 là depot đường sắt nhẹ Thủ Thiêm Long Thành, và kéo dài cho đến đường tỉnh lộ 770B là kết thúc của phân đoạn 2. Đoạn 2 này thì có chiều dài là 4,63 km, được quy hoạch đường đô thị và lộ giới quy hoạch là 95 m lộ giới. Đoạn thứ hai này cũng sẽ được xây dựng trong giai đoạn 2021 cho đến 2025 với chiều dài là 4,57 km và cái nguồn kinh phí để thi công xây dựng là 159,3 tỷ đồng. 2026 đến 2030 thì cũng tiếp tục đầu tư và duy tu bảo dưỡng. Rồi để giúp cho mọi người dễ hình dung là con đường 769E này nằm ở đâu thì Vinh sẽ mở trên quy hoạch cho mọi người xem. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Long Thành. Vừa rồi thì Vinh có nhận được một số những câu hỏi nó khá là vui, đó là tại sao là Vinh lại không xem ở trên app mà lại xem ở trên file bản đồ quy hoạch, thì file này nó đã chốt chưa? Thì xin thưa với cô chú anh chị rằng là Vinh có đầy đủ tất cả những cái bản quy hoạch của Long Thành, từ bản lấy ý kiến, bản dự thảo, và cái bản mà hiện tại Vinh đang mở cho cô chú anh chị mình xem đó là bản đồ final đã được chốt chính thức rồi, và cũng đã được cập nhật lên trên các app quy hoạch Đồng Nai List rồi, cho nên cô chú anh chị mình yên tâm nhé. Rồi trên đây thì là bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện Long Thành, thì cái hình chữ nhật lớn thật lớn ngay trung tâm đó chính là sân bay quốc tế Long Thành. Và sân bay quốc tế Long Thành thì bao gồm là hai cổng vào sân bay, đó chính là cổng phía tây của sân bay là chúng ta sẽ đi theo tuyến đường 25C. Hiện tại thì nó đang được quy hoạch hai tuyến là tuyến T01 và T02 để dẫn vào cổng phía tây của sân bay. Và thứ hai đó chính là cổng phía đông của sân bay mà hôm nay chúng ta sẽ nói đến. Rồi, trên đây thì mọi người hình dung giúp Vinh như thế này, là cái cổng phía tây của sân bay thì nó sẽ giáp với lại địa phận, nó sẽ thuộc địa phận của xã Long An và xã Long Phước, và giáp với địa phận huyện Nhân Trạch, giáp với thành phố Hồ Chí Minh.
cho nên là ở cổng phía tây sân bay sẽ phục vụ cho các hành khách đến sân bay Long Thành từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ, bao gồm là một phần của tỉnh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, khu vực tỉnh Bình Dương, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh lân cận như là Long An, thì sẽ đến sân bay quốc tế Long Thành và kết nối vào sân bay với cổng phía tây. Rồi, còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến cổng phía đông của sân bay. Thì đi theo con đường là tỉnh lộ 769E vào. Cổng phía đông này thì sẽ giáp với lại một phần của tỉnh Đồng Nai, bao gồm các huyện như là Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Trảng Bom, Định Quán. Và cái cổng phía đông của sân bay quốc tế Long Thành thì sẽ phục vụ cho một phần của tỉnh Đồng Nai cũng như là các tỉnh miền Nam Tây Nguyên và các tỉnh miền Duyên Hải Nam Trung Bộ. Tỉnh lộ 769E thì nó sẽ đi như thế này. Đó, quý vị lưu ý rằng là ở địa phận Long Thành thì nó rất là ngắn thôi, và chúng ta phải xem song song cả bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện Cẩm Mỹ nữa thì để hình dung được hết nhé. Rồi, cái đoạn 1 của đường tỉnh lộ 769E nó sẽ có điểm bắt đầu là tại vị trí này, chính là tiếp giáp ranh giới đất sân bay, kéo dài hết địa phận của huyện Long Thành và qua địa phận của huyện Cẩm Mỹ. Đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện Cẩm Mỹ nhé cả nhà. Qua địa phận của huyện Cẩm Mỹ thì nó sẽ bắt đầu tiếp tục di chuyển và rẽ phải vào depot đường sắt nhẹ Thủ Thiêm. Đó, đây là kết thúc của phân đoạn 1. Thì phân đoạn 1 sẽ có tổng chiều dài là 3,5 km và được quy hoạch là lộ giới 115m. Đây được xem là cái lối thoát cho cổng phía đông của sân bay. Và ở gần, càng gần cổng phía đông sân bay thì cái tuyến đường này sẽ được thiết kế với lộ giới nó rất là lớn, lên đến 115m, để sau này các lưu lượng xe di chuyển ra vào một cách dễ dàng và thuận tiện, tránh ùn tắc giao thông. Rồi, đây là kết thúc phân đoạn 1 nhé, là quẹo vào depot đường sắt nhẹ Thủ Thiêm. Và phân đoạn 2 của tuyến đường tỉnh lộ 769E này thì sẽ bắt đầu tại vị trí này, là cái ngã rẽ vào depot đường sắt nhẹ Thủ Thiêm và kéo dài cho đến vị trí này là giao với lại đường tỉnh lộ 770B, là kết thúc của phân đoạn 2. Phân đoạn 2 của đường 769E thì sẽ có tổng chiều dài là 4,63 km. Cũng được quy hoạch là đường đô thị nhưng mà lộ giới quy hoạch thì đã giảm xuống còn 95m. Tại vì sao? Tại vì kể từ khi ra khỏi cái phạm vi của đường đề bót đường sắt nhẹ Thủ Thiêm này thì hầu như là cái lưu lượng giao thông dự kiến sau này thì nó sẽ không có quá ùn tắc nữa. Cho nên là tại vị trí này thì bắt đầu là lộ giới của con đường nó sẽ nhỏ lại, nó còn là 95m thôi. Rồi, bây giờ thì Vinh sẽ chia sẻ cho cả nhà một số những cái điểm và nút giao quan trọng của đường tỉnh lộ 769E cho cả nhà cùng nắm. Thì ở đây thì Vinh đã có vẽ sẵn một cái tấm hình rồi. Thì tại địa phận của huyện Long Thành thì mọi người có thể thấy được rằng là con đường tỉnh lộ 769E là Vinh vẽ cái đường line màu xanh dương, và nó đi qua hai cái quỹ đất kẹp hai bên đường, hiện tại đang được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ và sẽ giao cho các doanh nghiệp khai thác về các loại hình thương mại dịch vụ, ví dụ như trung tâm mua sắm Supermall, cửa hàng miễn thuế duty free shop, các hệ thống nhà hàng, khách sạn chuẩn từ 4 đến 5 sao thì sẽ khai thác trong khu vực đất thương mại dịch vụ này. Và tương tự như là cổng phía tây của sân bay quốc tế Long Thành thì cũng có hai quỹ đất khai thác thương mại dịch vụ, thì cổng phía đông cũng vậy. Và Vinh có đo được là quỹ đất thương mại dịch vụ nằm ở cổng phía đông và bám theo đường tỉnh lộ 769E này hiện tại đang có tổng diện tích dư địa đất lên đến 300 hectare đất, thì cũng rất là lớn nhé. Rồi, chúng ta mở qua địa phận của huyện Cẩm Mỹ nhé. Ở địa phận của huyện Cẩm Mỹ thì con đường tỉnh lộ 769E tiếp tục di chuyển, và cái nút giao thông lớn đầu tiên đó chính là nút giao thông với trục đường vành đai 4. Vành đai 4 thì là con đường Vinh có vẽ màu đỏ ở đây.
thì mọi người dễ dàng thấy rằng là đây là một trong những cái nút giao quan trọng nhất của đường tỉnh lộ 769E và được xem là một cái lối vào, cái lối thoát dành cho cổng phía đông sân bay. Cho những cô chú anh chị nào chưa biết thì đường Vành Đai 4 ở khu vực ở phía nam của Việt Nam thì là con đường cấp quốc gia với lộ giới xây dựng con đường là 75m, và đây là tuyến đường liên 5 tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Con đường Vành Đai 4 này sẽ được xem là một trong những cái tuyến vành đai quan trọng nhất của vùng Đông Nam Bộ. Thì mọi người thấy rằng là con đường tỉnh lộ 769E này nó có một cái điểm nút giao vòng xoay đây, là điểm lên xuống và kết nối với đường Vành Đai 4. Thì tại đây thì mọi người dễ dàng để đi đến các tỉnh phía Đông Nam Bộ mà con đường Vành Đai 4 này đi qua. Đây là cái nút giao quan trọng lớn nhất. Thứ hai là tại vị trí của đường tỉnh lộ 769E, khi mà kết nối với lại đường Vành Đai 4 thì rất là dễ dàng để chúng ta có thể kết nối lên cái nút giao giữa đường Vành Đai 4 và đường cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ở đây thì nó cũng có cái điểm lên hạ xuống với cao tốc. Thì ở đây thì là một cái Vinh có đo khoảng cách thì từ đường 769E này mà kết nối đến cái nút giao với cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì nó chỉ vỏn vẹn là 3 km thôi, nó rất là gần. Và khi mà lên cao tốc, chúng ta có thể là rẽ tay trái để đi về hướng thành phố Hồ Chí Minh, hoặc có thể rẽ tay phải để đi về hướng Dầu Dây. Thì khi mà đáp xuống vị trí Dầu Dây thì chúng ta có thể tiếp tục di chuyển theo con đường quốc lộ 20 để đi về hướng các tỉnh phía Nam Tây Nguyên, cũng như là hiện tại bây giờ đã duyệt cái gói thầu là cao tốc Dầu Dây Tân Phú nằm trong tổng cung đường cao tốc Dầu Dây Liên Khương Đà Lạt rồi. Thì sau này khi mà hoàn thành cái tổng tuyến cao tốc đó thì chúng ta sẽ rất là dễ để mà kết nối thẳng trực tiếp đến khu vực thành phố Đà Lạt, hoặc là rẽ cái nút giao xuống khu vực thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, và từ đó chúng ta di chuyển đến các tỉnh thành khác ở phía Nam Tây Nguyên rất là dễ ha. Rồi, cái nút giao quan trọng thứ ba đó là nút giao với lại depot đường sắt nhẹ Thủ Thiêm ở đây. Thì bên cạnh cái việc triển khai là 5.000 km giao thông đường bộ, thì song song với đó thì Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có nhấn mạnh là cái hệ thống giao thông đường sắt cũng là một trong những hệ thống giao thông trọng điểm mà chính phủ đặc biệt quan tâm trong giai đoạn phát triển kinh tế Việt Nam 10 năm tiếp theo. Thì mọi người dễ dàng thấy được rằng là cái đường sắt thì nó sẽ có một cái ưu điểm lớn hơn đường bộ ở một cái điểm là nó sẽ di chuyển liên tục và nó không có phải dừng đèn xanh đèn đỏ, cũng như là không có phải giảm tốc độ khi mà tiếp xúc với các phương tiện lưu thông khi mà đi qua. Thì cái đường sắt là một trong những cái tuyến hạ tầng giao thông nội bộ bên trong Việt Nam mà sẽ có cái tốc độ di chuyển tương đối nhanh, chắc là chỉ sau là đường hàng không thôi. Và được xem là một trong những con đường vận chuyển logistics. Đường sắt là một trong những con đường vận chuyển logistics tốt nhất nội bộ bên trong đất nước. Và một cái minh chứng dễ dàng nhất là quý vị có thể xem các tuyến giao thông đường sắt tốc độ cao ở bên Nhật Bản. Thì nó di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác với một cái tốc độ rất là nhanh, lên đến 400-500 km/h. Cho nên là câu chuyện sau này khi chúng ta xây được cái tuyến đường sắt xuyên suốt từ Bắc chí Nam rồi, và chúng ta đầu tư xây dựng cái hệ thống đường sắt cho các tàu cao tốc tốc độ cao, thì cái việc mà ăn sáng ở thành phố Hồ Chí Minh, ăn trưa ở Huế và ăn tối ở Hà Nội là một cái việc hoàn toàn trong tầm tay. Tất nhiên đây là một cái ao ước của Vinh thôi. Còn cái việc triển khai cái tuyến đường sắt này thì nó sẽ mất cái thời gian tương đối lớn. Và Vinh hy vọng rằng trong vòng khoảng 10 cho đến 20 năm nữa thì cái mong ước đó của Vinh sẽ trở thành hiện thực. Sau này mình có thể là dẫn gia đình con cái mẹ mà ra Hà Nội ăn tối. Đấy, đây là một cái mong ước nhỏ nhỏ của Vinh. Rồi,
Bỏ qua câu chuyện vui đó thì cái nút giao thông quan trọng cuối cùng đó chính là nút giao với lại tuyến đường tỉnh lộ 770B và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Ở đây thì nó có hai cái điểm ha. Nếu mà giao với đường tỉnh lộ 770B thì quý vị có thể di chuyển xuyên suốt là 4 huyện và 1 thành phố trong địa bàn tỉnh Đồng Nai, bao gồm là chúng ta có thể di chuyển giữa các huyện như là huyện Long Thành, huyện Cẩm Mỹ, huyện Thống Nhất, huyện Định Quán và cũng có thể di chuyển đến thành phố Long Khánh. Thì đường tỉnh lộ 770B được xem là một trong 3 tuyến đường tỉnh nhận vốn đầu tư công nhiều nhất và thuộc loại là đầu tư công nhóm A trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn từ năm 2022 cho đến 2027. Và con đường này cũng đang được lên kế hoạch để mà bắn mốc tọa độ và lên kế hoạch khai thác các quỹ đất lợi thế đính kèm rồi. Cho nên là đây cũng được xem là một trong những cái nút giao rất là quan trọng. Và cuối cùng là tại vị trí này thì chúng ta cũng có thể kết nối lên đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì hiện tại là tiến độ thi công đã gần như là vượt xa mong đợi rồi. Và được xem là một trong những cái tuyến cao tốc rất quan trọng khi mà kết nối khu vực Dầu Dây là trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và kết nối đến trung tâm là thành phố Phan Thiết. Thì con đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết này cũng sẽ giúp cho các hành khách đến từ khu vực miền Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực tỉnh Bình Thuận, tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh thành lân cận khi mà muốn di chuyển đường hàng không bay ra quốc tế thì chúng ta sẽ di chuyển đường bộ theo hướng cao tốc Dầu Dây Phan Thiết này để kết nối với đường tỉnh lộ 769E vào cổng phía đông của sân bay quốc tế Long Thành. Đánh giá cơ bản một chút về cái việc triển khai xây dựng thi công đường tỉnh lộ 769E này thì nó sẽ có hai cái đoạn là hơi khó cho vấn đề là thu hồi đất và đền bù cho người dân. Đó chính là phân đoạn tại khu vực huyện Long Thành, là xung quanh là các quỹ đất hiện tại đang thuộc sở hữu của người dân thì nhà nước sẽ phải triển khai đền bù thu hồi đất. Và xung quanh khu vực xã Sông Nhạn của huyện Cẩm Mỹ thì mọi người thấy ở đây là hai bên nó đều là quỹ đất màu hồng ở nông thôn hết, cho nên là cũng phải đền bù cho người dân để mà thu hồi đất. Và sắp tới thì chúng ta sẽ áp dụng cái luật đất đai sửa đổi 2023 đến kèm với lại cái nghị định 18 mới thì có thể là người dân sẽ được hưởng một cái mức giá đền bù tốt hơn, cao hơn so với trước đây rất là nhiều. Thì đây cũng là một cái điểm rất là tích cực. Và cái việc mà tuyến đường tỉnh lộ 769E này nó đi qua địa phận ranh giới đất của người dân thì nó chỉ chiếm đâu đó khoảng 30-35% tổng chiều dài toàn tuyến đường thôi, cho nên là cũng không quá khó khăn. Kể từ khi ra khỏi cái vị trí nút giao với đường vành đai 4 thì xuyên suốt cho đến điểm cuối cùng của đường tỉnh lộ 769E là đi qua dư địa đất cao su, đất công của nhà nước, cho nên là việc thu hồi, đền bù và triển khai xây dựng tại cái vị trí đó thì cũng rất là dễ dàng. Thì vừa rồi là Vinh đã chia sẻ cho cả nhà thông tin tổng quát về tuyến đường kết nối vào cổng phía đông của sân bay quốc tế Long Thành là tuyến đường tỉnh lộ 769E, cũng như là đánh giá một số những cái nút giao thông trọng điểm kết nối với đường tỉnh lộ 769E này. Hy vọng rằng thông tin này sẽ hữu ích cho quý cô chú anh chị xem kênh. Nếu như cảm thấy hay thì đừng quên để lại cho Vinh một like. Hữu ích thì hãy chia sẻ nó với bạn bè để nhiều người biết đến hơn về cái thông tin này. Và đừng quên là bấm đăng ký kênh ngay nhé, vì nó miễn phí mà. Đăng ký kênh để ủng hộ cho em Vinh, cũng như là theo dõi các video clip mà Vinh sẽ đăng tải trong thời gian sắp tới. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem đến cuối clip. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.